ơi. Bỏ đi rửa sách nha. Có bỏ rửa sách của mình vô mẫu giáo nè. Có rửa sách gì đó? Có rửa sách gì đó? Nó biết nhà sách nó biết lựa cuốn nào cũng nào luôn kìa, nó lật ra nó coi nó nghiên cứu kìa, chắc rồi dữ dằn quá không chịu nổi.